bàn ủi hơi nước cầm tay SS011 một thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi mang đến cho người tiêu dùng những trải nghiệm tốt nhất. Sự chỉn chu về quần áo đóng vai trò rất lớn trong việc tạo nên sự tự tin cho bạn, chắc chắn. Trông bạn sẽ kém hấp dẫn hơn với những bộ trang phục nhăn nhúm, vậy đâu sẽ là giải pháp khắc phục hiệu quả và tiện lợi nhất. Thấu hiểu nhu cầu đó, thương hiệu Diema cho ra đời sản phẩm bàn ủi hơi nước cầm tay SS011 một với thiết kế nhỏ gọn. Tiện lợi, đặc biệt mặt bàn ủi được làm từ nhôm đúc tiếp xúc an toàn với mọi chất liệu quần áo. Bên cạnh đó, bình chứa nước có dung tích 100ml làm từ nhựa trong suốt giúp cho người tiêu dùng dễ dàng quan sát mức nước bên trong và kiểm soát thời gian làm việc. Trong quá trình sử dụng, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về mức độ an toàn của sản phẩm, chắc chắn đây là một sản phẩm mà bạn nên sở hữu trong gia đình của mình. Công dụng chính của bàn ủi hơi nước cầm tay, thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi, được trang bị dây nguồn dài giúp bạn dễ dàng ủi đồ ngay cả khi treo quần áo thẳng đứng. Người sử dụng có thể dễ dàng kiểm soát được thời gian làm việc thông qua việc quan sát mức nước còn lại trong bình chứa nước. Cấu tạo ngăn chứa cùng hệ thống dẫn điện thiết kế tách biệt nhau, đường truyền nước được bảo vệ bằng silicon cao cấp đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Hoạt động mạnh mẽ với công suất khoảng 800W mang lại hiệu quả ổn định và nhanh chóng khi sử dụng. Thông số của sản phẩm, thương hiệu, đia kích thước 190 x 91 x 240 mm, công suất 800 W. Bảo hành, 3 tháng, chất liệu của bàn ủi, sản phẩm có mặt bàn ủi hình chữ nhật được làm từ nhôm đúc. Bình chứa nước với dung tích 100 ml làm từ nhựa trong suốt giúp người dùng có thể dễ dàng quan sát và kiểm soát. Giới thiệu về thương hiệu DEIMA, DIMA là thương hiệu chuyên nghiên cứu, sản xuất các thiết bị điện gia dụng được phân phối bởi Xiaomi. Những chiếc máy hút bụi Diema là một trong những sản phẩm chủ đạo của thương hiệu này với sự đa dạng từ máy hút cầm tay, robot thông minh, máy đeo vai, mặc dù xuất hiện trên thị trường chưa lâu nhưng đã nhận được rất nhiều đánh giá tích cực từ người tiêu dùng.